Những ngày qua, tại vùng biển Đề Ghi thuộc xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, liên tục xuất hiện đàn cá voi xanh, có con lớn nhất dài hơn 10 mét, ước nặng gần 15 tấn. Anh Đỗ Thanh Toàn, hướng dẫn viên du lịch ở xã Cát Khánh cho biết, đây là lần thứ 3 thấy đàn cá voi xanh khi ở bờ biển Đề Ghi. Hai lần trước vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8, anh và các du khách cũng bắt gặp khoảng 6 đến 7 con cá voi xanh đang di chuyển khi tham quan ở Vũng Bồi, Hòn Châu ở bờ biển này. Những con nhỏ trọng lượng khoảng 1 đến 2 tấn, con lớn trên 15 tấn. Đại diện Chi cục Thủy sản Bình Định cho biết, cá voi xanh khỏe mạnh vào bờ là chuyện hiếm gặp ở địa phương. Có thể mùa này khu vực biển Đề Ghi xuất hiện nhiều đàn cá nhỏ với số lượng lớn nên cá voi đến để kiếm ăn. Trước đó hồi cuối tháng 6, nhóm du khách khi đi tàu đến biển cũng thấy cá voi màu đen dài hơn 10 mét trên vịnh Cam Ranh.